Su ơi, Su, Su ơi, đi vào đây, đi ra vào. Giày con đâu? Giày con đâu? Con để giày đâu đấy? Kia, giày kia. Không. Kia đây, mẹ thấy một chiếc giày đấy. Đó. Cái giày của ai đấy? Con trả lời mẹ kiểu gì đấy? Con biết. Cái giày của con đâu? Con có biết ở ngoài này nó bẩn như thế nào không mà con đi chạy chân đất giày? À Su. Con biết giày nó bẩn không? Con chưa biết. Đi sang đây Su ơi. Su đi vào đây cho mát Su. Su. Con muốn ngồi đây á? Mấy cái quạt đi. Đi, mấy cái quạt đi. Hôm nay chả chơi gì. Ừ. Em làm gì? Thầy cứ ngồi